Đối chiếu và giảng giải. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả và Kinh Người Biết Sống Một Mình. Hôm nay là bài thứ 6 trong chương trình soi sáng lời dạy của Đức Phật. Thể theo yêu cầu của một vị Phật tử xin giảng về bài kinh do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đã dịch sang tiếng Việt là Kinh Người Biết Sống Một Mình. Trước đây thầy chưa đọc bài kinh này, thầy chỉ đọc bài kinh có tên gọi là Nhất Dạ Hiền Giả. Tiếng Pali là Bade Karata Sutta. Bài kinh này cũng được khá nhiều vị giảng. Song song với bài kinh Người Biết Sống Một Mình, Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng có dịch lại bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả và cũng lấy cái tựa như vậy. Nhân thể khi được quý vị Phật tử yêu cầu giảng bài kinh Người Biết Sống Một Mình, thầy cảm thấy có mối liên hệ gì đó giữa hai bài kinh này nên có tìm hiểu. Hóa ra linh cảm của thầy đúng. Giữa hai bên có một số tương quan, nhưng mà nó không hoàn toàn giống nhau. Hôm nay thầy sẽ trình bày cái nhìn của mình về hai bài kinh này, và thầy cũng khẳng định rằng hai bài kinh này có mối tương quan nhưng không giống nhau, và cũng như là có một vài chi tiết nhỏ trong bài kinh cũng cần làm sáng tỏ. Bây giờ chúng ta đi vào bài kinh. Như mọi lần là phần dẫn nhập, chúng tôi xin giới thiệu tổng quan bài kinh. Kinh Người Biết Sống Một Mình dựa trên bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh nằm trong tạp A Hàm quyển 38, theo thứ tự sắp xếp là bài 1071. Bài kinh này có một bản dịch khác do Thượng Tọa Thích Đức Thắng dịch, được Hòa Thượng Tuệ Sĩ chứng minh và có tên khác là Kinh Trưởng Lão. Thầy giới thiệu cả hai bài ra để mọi người cùng xem, tìm hiểu đối chiếu. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả dựa trên bản dịch của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu nằm trong Trung Bộ Kinh tập 3 bài thứ 131. Về địa điểm thuyết giảng bài kinh, Kinh Người Biết Sống Một Mình có lẽ có nhầm lẫn nào đó khi đánh máy chẳng hạn, nên trong bài dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh có ghi là bài kinh này được thuyết tại Thành Vương Xá. Trong khi đó bên bản dịch của Thượng Tọa Thích Đức Thắng thì xác định là ở nước Xá Vệ. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, bài kinh này được thuyết ở thành Xá Vệ, Savatthi. Xá Vệ không phải là một quốc gia mà là một thành phố. Như vậy thông tin này cần đính chính lại. Bây giờ chúng ta đi vào bài kinh để có sự so sánh tìm hiểu thêm. Đầu tiên là Kinh Người Biết Sống Một Mình. Giảng giải Kinh Người Biết Sống Một Mình bằng bản dịch của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và bản dịch của Thượng Tọa Thích Đức Thắng. Đây là những điều tôi nghe hồi bụt còn ở tại tu viện cấp cô độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá. Lúc đó có một vị khất sĩ tên là Thượng Tọa Thera, chỉ ưa ở một mình một chỗ. Vị này thường ca ngợi hạnh sống một mình, đi khất thực một mình, thọ trai xong đi về một mình và ngồi thiền một mình. Bấy giờ có một số các vị khất sĩ tới nơi Bụt ở, làm lễ dưới chân Bụt, lui về một bên ngồi và bạch với người. Vương Xá Rajagaha là thành phố và là kinh đô của nước Ma Kiệt Đà, Magadha. Vị vua ở đó có duyên lớn với Đức Phật khi ngài trên đường xuất gia tầm đạo. Đó là vua Bình Sa Vương, Bimbisara. Sau này, người con của vua Bình Sa Vương, tức là vua Asa Thế, Ajatasattu, cũng là đệ tử trung kiên của Đức Phật. Chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề văn chương hay phong cách dịch, mà chỉ đọc nội dung và sau đó đọc bản dịch còn lại để đối chiếu. Bây giờ chúng ta nghe bản dịch của Thượng Tọa Đức Thắng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ khưu tên Thượng Tọa sống một mình tại một nơi, cũng thường hay khen người sống một mình, đi khất thực một mình, khất thực xong trở về một mình và một mình ngồi thiền tư. Bây giờ trong chúng có nhiều tỳ khưu đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi lui xuống ngồi một bên bạch Phật. Xá Vệ là phiên âm từ Savatthi. Xá Vệ không phải là nước, xin nhắc lại đó là một đô thị chứ không phải là quốc độ. Ở đây có một chi tiết nhỏ là vị tỳ khưu tên là Thượng Tọa. Cả hai bản dịch đều dịch như vậy, nhưng khi chúng tôi tìm hiểu thì từ được phụ đính phía sau một số bản dịch, đó là Thera Namako. Trong đó từ Thera có nghĩa là có danh xưng là Thượng Tọa, hoặc Trưởng Lão, hoặc Vị Tôn Giả, hoặc Vị Tôn Trưởng. Nếu trong giới tu hành thì ta gọi là Thượng Tọa hoặc Trưởng Lão. Một người đáng tôn kính thì ta gọi là Tôn Trưởng hoặc Tôn Giả.
Dựa vào câu chuyện và mạch văn, chúng tôi nghĩ chữ thượng tọa không phải là tên của vị này, mà nó giống như là biệt danh được người ta đặt cho vị đó. Vì có lẽ vị đó có vóc dáng giống như là của một vị trưởng thượng, tôn trưởng, toát ra ngoài vẻ gì đó lớn tuổi hoặc đáng tôn kính, cho nên gọi là Theranamako, chứ không phải tên của vị đó là thượng tọa, như bản dịch của hai ngày dịch. Đây là quan điểm của chúng tôi. Chúng ta nghe tiếp bản dịch. Hai bản dịch có sai khác nhau nhưng nội dung chỉ là một, diễn tả ý như vậy. Thế Tôn, có một vị tôn giả tên Thượng Tọa, vị này ưa ở một mình, ưa ca ngợi hạnh sống một mình vào xóm làng khất thực, một mình từ xóm làng đi về chú xứ, một mình tọa thiền. Bây giờ là bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Đức Thế Tôn bèn bảo một vị khất sĩ: Thầy hãy tới chỗ mà khất sĩ Thượng Tọa cư trú và bảo với thầy ấy là tôi muốn gặp. Vị khất sĩ vâng mệnh. Lúc ấy vị khất sĩ Thượng Tọa liền đến chỗ Bụt ở, làm lễ dưới chân Bụt, lui về một bên mà ngồi. Lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi vị khất sĩ Thượng Tọa: Có phải là thầy ưa ở một mình, ca ngợi hạnh sống một mình đi khất thực, một mình ra khỏi xóm làng, một mình ngồi thiền, phải không? Khất sĩ Thượng Tọa đáp: Thưa Thế Tôn, đúng vậy. Bụt bảo khất sĩ Thượng Tọa: Thầy sống một mình như thế nào? Khất sĩ Thượng Tọa đáp: Bạch Thế Tôn, con chỉ sống một mình một nơi, ca ngợi hạnh sống một mình đi khất thực, một mình ra khỏi xóm làng, một mình ngồi thiền, thế thôi. Khất sĩ là một trong những nghĩa của từ Bhikkhu trong ngôn ngữ Pali. Bhikkhu là người xin ăn để tu học chứ không phải là người hành nghề ăn xin đi kiếm sống hàng ngày. Chữ sĩ là lối tạo từ của Hán ngữ để chỉ những ai có học hành về chữ nghĩa thì đều có chữ sĩ này đi kèm. Ví dụ như họa sĩ, y sĩ, bác sĩ. Sĩ giống kẻ sĩ trong Nho giáo. Bụt dạy: Thầy đúng là người ưa sống một mình, tôi không nói là không phải. Nhưng tôi biết có một cách sống một mình thật sự mầu nhiệm, đó là quán chiếu để thấy rằng quá khứ đã không còn mà tương lai thì chưa tới, an nhiên sống trong hiện tại mà không bị vướng mắc vào tham dục. Kẻ thức giả sống như thế, tâm không do dự, bỏ hết mọi lo âu, mọi hối hận, xa lìa hết mọi tham dục của đời, cắt đứt tất cả những sợi dây ràng buộc và sai sử mình. Đó gọi là thật sự sống một mình. Không có cách nào sống một mình mà mầu nhiệm hơn thế. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ sau đây: Quán chiếu vào cuộc đời, thấy rõ được vạn pháp, không kẹt vào pháp nào, lìa xa mọi ái nhiễm, sống an lạc như thế, tức là sống một mình. Bụt nói xong, tôn giả Thượng Tọa lấy làm vui mừng sung sướng, cung kính làm lễ Bụt và rút lui. Bản dịch này tới đây là hết. Giờ mình qua bản dịch kinh Người Biết Sống Một Mình của Thượng Tọa Đức Thắng xem thế nào. Khi đó Thế Tôn bảo một vị tỳ khưu: Ông hãy đến chỗ tỳ khưu Thượng Tọa và nói rằng đại sư cho gọi thầy. Tỳ khưu ấy vâng lời Phật dạy, đến nói lời như trên với tỳ khưu Thượng Tọa. Tỳ khưu Thượng Tọa vâng lời đi đến chỗ ở của Phật, cúi đầu lễ Phật rồi lui ngồi một bên. Thế Tôn bảo tỳ khưu Thượng Tọa: Ông có thật sống một mình nơi chỗ vắng, khen ngợi người sống một mình, đi khất thực một mình, ra khỏi làng một mình, ngồi thiền tư một mình chăng? Tỳ khưu Thượng Tọa bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Phật bảo tỳ khưu Thượng Tọa: Này tỳ khưu, ông như thế nào sống một mình, khen ngợi người sống một mình đi khất thực, một mình trở về chỗ ở, một mình ngồi thiền tư? Tỳ khưu Thượng Tọa bạch Phật: Con chỉ ở một mình nơi vắng vẻ, khen ngợi người sống một mình, đi khất thực một mình, ra khỏi làng một mình, ngồi thiền tư một mình. Hai bản dịch mặc dầu cách diễn đạt khác nhau, nhưng nội dung cũng không có gì cách biệt nhiều, nên chúng ta không cần có ý kiến gì. Phật bảo tỳ khưu Thượng Tọa: Ông là kẻ sống một mình, ta nói là chẳng phải sống một mình, nhưng lại có một lối sống một mình thắng yếu hơn. Sao gọi là lối sống một mình thắng yếu? Đó là tỳ khưu phía trước khô cằn, phía sau là diệt tận, ở giữa thì không hoan hỷ. Đó là Bà La Môn tâm không còn do dự, đã xả ưu hối, lìa các hữu ái, đoạn tận kiết sử. Đây gọi là sống một mình, không
không có lối sống nào thắng yếu hơn nữa. So sánh đoạn này ở bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh thì được diễn đạt là: đối với quá khứ thì không nghĩ tưởng đến, tương lai không mơ ước, hiện tại thì không say đắm. Chữ Bà La Môn trong đoạn này nghĩa là người có trí. Bản của Hòa Thượng Nhất Hạnh thì dịch là thức giả, tức là người không còn lo âu phiền muộn hoặc nuối tiếc. Chúng ta đi tiếp. Khi ấy Phật nói kể: chiếu sáng khắp tất cả, biết khắp cả thế gian, chẳng chấp tất cả pháp, lìa hết tất cả ái, người này sống an lạc, ta nói là độc trụ. Nói kinh này xong, tôn giả thượng tọa nghe lời Phật dạy, hoan hỷ làm lễ cáo từ. Như vậy phần cuối bản dịch của thượng tọa Đức Thắng cũng như thế. Bây giờ chúng tôi xin được làm rõ đoạn kể của hai bản dịch này. Xin đọc lại bản dịch của Hòa Thượng Nhất Hạnh trước. Quán chiếu vào cuộc đời, thấy rõ được vạn pháp, không kẹt vào pháp nào, lìa xa mọi ai nhiễm, sống an lạc như thế, tức là sống một mình. Bản của thượng tọa Đức Thắng: chiếu sáng khắp tất cả, biết khắp cả thế gian, chẳng chấp tất cả pháp, lìa hết tất cả ái, người này sống an lạc, ta nói là độc trụ. Hai câu đầu trong hai bài kệ: quán chiếu vào cuộc đời, thấy rõ được vạn pháp, và chiếu sáng khắp tất cả, biết khắp cả thế gian, nghĩa là thế nào? Từ cuộc đời dùng trong bài kệ này theo chúng tôi không phải là toàn bộ cuộc sống của thế gian, hay theo lối chúng ta đưa mắt vào nhìn khắp cả thế gian. Nó không phải thế. Thứ nhất, cuộc đời như Đức Phật hay nói trong một số kinh Nikaya, đó là trong tấm thân chưa đầy một trượng này, Như Lai tuyên bố thế giới, sự tập khởi của thế giới, sự chấm dứt của thế giới và con đường đi đến chấm dứt thế giới. Một cách nói thứ hai, khi chúng ta nhìn vào cuộc đời thì chúng ta phải thông qua cái gì mới có thể tiếp cận được với nó? Có phải là thông qua 6 căn quyền để tiếp xúc 6 đối tượng? Mắt đối với sắc, tai đối với âm thanh, mũi đối với mùi, thân với xúc chạm và ý với các vấn đề nó nghĩ đến. Tất cả đều phải thông qua 6 cửa này, 6 căn quyền này mà chúng ta biết cuộc đời là cái gì. Vậy cuộc đời phải được phản ánh, phản hiện, được biết là tồn tại khi 6 căn quyền này tiếp xúc với các đối tượng của chúng, tức 6 trần. Hiểu như vậy thì quán chiếu cuộc đời hay chiếu sáng khắp tất cả là chiếu cái gì? Nếu trả lời rằng quán chiếu soi sáng cuộc đời và tất cả thế gian này chỉ bằng con mắt hoặc tầm mình nghĩ tưởng đến, cái đó không rõ ràng, không cụ thể, nó mông lung lắm. Nhưng mà về cách hiểu cuộc đời thông qua 6 căn quyền đối với đối tượng của nó thì rõ ràng chúng ta có thể hiểu được chữ quán chiếu đó là như thế nào với tất cả các pháp diễn ra từ thân tâm của mỗi chúng ta. Rõ ràng phải thông qua 6 căn quyền này hết. Không thông qua 6 căn quyền thì thế giới không tồn tại. Cho nên khi nói quán chiếu cuộc đời, biết khắp cả thế gian, chính là soi sáng, thấy rõ bản chất của thế gian thông qua tiếp xúc, tiếp cận 6 đối tượng với căn quyền. Như vậy câu thứ hai, thấy rõ được vạn pháp hay biết khắp cả thế gian, chính là trên cái tiếp cận đó, chúng ta mới thấy rõ được vạn pháp. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, bất kỳ một tiếp xúc nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với chúng không biết bao nhiêu lần như vậy. Bao nhiêu lần mắt thấy, bao nhiêu lần tai nghe, bao nhiêu lần mũi ngửi, bao nhiêu lần lưỡi nếm vị. Có phải là hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng vạn không? Thậm chí con số còn gấp bội như vậy nữa. Trong cuộc đời chúng ta không phải là hàng vạn lần mà triệu triệu tỷ tỷ những lần tiếp xúc như vậy với các đối tượng đó. Và chữ pháp trong đoạn kệ trên chính là những hiện tượng sự vật khi căn quyền tiếp xúc với đối tượng của nó. Như vậy nếu soi sáng cuộc đời thông qua 6 căn quyền đó, thấy rõ được bản chất, tính chất, ý nghĩa của tất cả các pháp, các hiện tượng sự vật khi xuất hiện, thì đó gọi là thấy rõ được vạn pháp, không kẹt vào pháp nào, hay biết khắp cả thế gian, chẳng chấp tất cả pháp. Thường thường chúng ta khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, mà gặp đối tượng vừa lòng hợp ý thì chúng ta bị luyến ái, bị cột trói, bị dính mắc. Còn ngược lại với những đối tượng mắt thấy tai nghe mũi ngửi mà không hợp sở thích, hợp ý muốn, mong ước thì chúng ta quay lưng, phủ nhận, bực mình với nó. Cái này là mặt khác của ái mà thôi. Nên khi nói không kẹp vào pháp nào hoặc chẳng chấp tất cả pháp là khi lục căn tiếp xúc lục trần, hiện tượng sự vật diễn ra sinh trụ hoại diệt,
nhưng mà người trí không bị cột trói bởi những sự vật hiện tượng, bởi pháp nào cả. Vậy muốn không kẹt, không chấp thì phải làm sao? Phải lìa xa mọi ái nhiễm, hoặc lìa hết tất cả ái. Tức là mắt thấy sắc không bị sắc cột trói, tai nghe tiếng không bị tiếng trói buộc, mũi ngửi mùi không bị mùi thu hút. Mỗi đối tượng khi lục căn tiếp xúc lục trần, chúng ta không bị cột trói, không bị chìm đắm, không bị trôi lăn. Như vậy, gọi là lìa xa mọi ái nhiễm, hoặc lìa hết tất cả ái. Rõ ràng, một vị khi tiếp xúc với vạn pháp mà có thể lìa xa mọi ái nhiễm, thì vị đó chắc chắn không bị phiền não, không bị khổ đau, không bị ưu tư sầu muộn, thì sẽ sống an lạc, và tức là sống một mình, độc trụ, tự do, tự tại. Tóm lược ý bài kinh Người biết sống một mình. Do duyên khởi của bài kinh này là có một vị tỳ khưu tuổi tác lớn, có dáng dấp như là một bậc tôn giả đáng kính, người ta hay gọi là Thera. Vị này thích sống một mình, không giao du với bất kỳ ai trong đại chúng, và nếu có nói chuyện thì cũng chỉ là ca ngợi đời sống một mình, như là khất thực một mình, hành thiền một mình, cái gì cũng một mình hết. Chính như vậy Đức Phật mới cho kêu lại và hỏi vị đó có thực sự hiểu phương pháp làm thế nào để sống một mình có lợi ích tốt đẹp, hay chỉ là sống một mình theo hình thức mà như vị đó trình bày. Vị đó đã thưa thực lòng rằng chỉ sống một mình, đi khất thực một mình, về một mình, không đi với ai hết, và nghĩ nó tốt. Đức Phật nhân đó chỉ cho vị ấy và chư tỳ khưu đang tụ hội quanh ngài ý nghĩa đích thực về hành sống một mình như thế nào để có cuộc sống tốt đẹp cho mình và mọi người. Đó là phải soi sáng các pháp thường xuyên, và khi mắt tai mũi lưỡi thần ý tiếp xúc với các đối tượng không bị ái nhiễm, không bị cột trói bởi tham ái hoặc sân hận. Khi không bị nó cột trói, không bị nó vế bẩn, không bị nó nhấn chìm trong mọi hình thức luyến ái, phẫn hận, thì mới có thể ung dung tự tại trong các pháp, mới có đời sống tự tại an lạc, mới thực sự là đời sống của người biết sống một mình. Đó là ý nghĩa của bài kinh này diễn đạt. Chúng tôi xin được trình bày kiến giải, góc nhìn của mình về vấn đề. Bây giờ xin chuyển qua một so sánh khác, đó là bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Giảng giải kinh Nhất Dạ Hiền Giả do trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Như lúc đầu có trình bày qua với mọi người, khi đọc bài kinh Người biết sống một mình, chúng tôi linh cảm là có mối liên hệ với bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Sau đó chúng tôi tìm hiểu tiếp thì hóa ra Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng có một bản dịch của bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, nhưng lại lấy tên y như là bài kinh mà chúng ta vừa tìm hiểu qua, cũng là kinh Người biết sống một mình. Mối tương quan từ chỗ đó và trong đó có vài điểm liên hệ. Tuy nhiên trước khi đi vào bài kinh, chúng tôi xin làm rõ vấn đề về tên của bài kinh khi dịch ra tiếng Việt. Tựa đề bài kinh trong tiếng Pali là Bandeka Ratta Sutta. Nó chắc chắn không có nghĩa là người biết sống một mình. Chúng tôi xin phân tích từ Bandeka Ratta. Nó là do ba từ tố kết nối lại mà thành. Bada tức là bậc hiền trí, người có hiểu biết, có tu tập, có trí và tuệ giải thoát, chứ không phải là kiến thức, hiểu biết của người đời. Eka là một, nghĩa là chỉ số đếm. Ratta thường dịch là ban đêm. Vì vậy nó được dịch là Nhất Dạ Hiền Giả. Khi tìm hiểu thêm nữa, chúng tôi thấy Ratta không phải là đêm như chúng ta hiểu. Quan niệm như chúng ta hiểu về đêm là khoảng thời gian ngược với ban ngày. Nhưng chữ Ratta trong cái hiểu của người Ấn Độ cổ xưa và trong luật tạng Pali thì khác. Chẳng hạn một vị tỳ khưu đến mùa an cư kiết hạ, nhưng đột xuất có việc cần thiết phải đi trong giới hạn cho phép theo quy định, phải vắng mặt ở trú xứ an cư, thì vị ấy có thể được rời khỏi nơi ấy nhưng không được phép đi quá 7 ngày. Chữ ngày Dina hoặc Divasa hoặc Ratta trong Pali, mặc dù khi dùng ở một số chỗ có sự phân biệt, nhưng trong trường hợp này nó mang một ý nghĩa có mối liên quan với nhau. Không quá 7 ngày, nghĩa là mặt trời mọc của ngày thứ 7, tức là đêm cuối cùng, chưa phải là ngày thứ 8, mà vì ấy về kịp thì vẫn còn thời gian hợp pháp, không bị đứt hạ. Còn nếu như bước qua ngày thứ 8, mặt trời mọc ngày thứ 8 rồi, mà chưa về kịp thì gọi là đứt hạ. Ngày ở đây có nghĩa là mặt trời mọc của hôm nay, cho đến hết đêm của hôm nay,
được gọi là một ngày. Do vậy, chữ Ratta theo một số nghiên cứu đề xuất nên hiểu theo nghĩa là chọn cả ngày và đêm. Chúng ta quen hiểu là đêm ngược với ngày. Đêm là không có mặt trời, ban ngày là có mặt trời chẳng hạn. Nhưng trong luật Tạng hoặc cách hiểu của người Ấn Độ xưa, chỉ là một đơn vị thời gian trọn vẹn cả ngày và đêm để phân biệt với thời gian ngày tiếp theo. Trong bài kinh Bát Đề Ca Ratta Sutta, nó mang ý nghĩa như vậy, chứ không phải chỉ là ban đêm vì ấy mới là hiển trí, ban ngày vì ấy không phải hiển trí, mà là trọn vẹn cả ngày lẫn đêm. Đấy là ý nghĩa đầy đủ của tên bài kinh. Bây giờ chúng ta đi vào bài kinh đó xem cụ thể có nghĩa thế nào. Chúng tôi xin đọc theo bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tịnh xá của ông Natha Pindika, cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ khưu. Này các tỷ khưu. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ khưu, ta sẽ thuyết giảng cho các ông nhất giả hiền giả Bát Đề Ca Ratta, tổng thuyết và biệt thuyết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ thuyết giảng. Ở đây có hai từ tổng thuyết và biệt thuyết. Thực ra nó có thế này thôi. Tổng thuyết là bài giảng vắn tắt, mang tính yếu lược, tóm lược. Còn biệt thuyết là bài giảng mở rộng ra, chi tiết và cụ thể. Chữ Bát Đề Ca Ratta Sutta như đã trình bày qua. Bát Đa là người hiền trí, Eka là một, Ratta nghĩa là trọn vẹn cả ngày và đêm. Nếu dịch đầy đủ nghĩa thì là người hiền trí biết sống tỉnh thức trọn cả ngày lẫn đêm. Tên bài kinh dịch chính xác là như vậy. Chúng ta đi tiếp. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không dung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được, với đại quân thần chết. Chú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. So với hai bản dịch của hai vị trước, thì bài kinh này khi đọc, có lẽ mọi người dễ hiểu hơn. Khi nói dễ hiểu, là vì nó mở ra cho chúng ta nhiều góc nhìn khác nhau, chứ không phải nói chung chung là quán chiếu cuộc đời với thế gian thế này thế kia. Ở đây ý nghĩa rất rõ ràng. Chúng tôi xin làm rõ vấn đề trong bài kệ để mọi người dễ hiểu hơn nữa. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Quá khứ không truy tìm có nghĩa là quá khứ đã qua rồi, không mất công tìm kiếm nó nữa. Vì sao? Câu dưới đã giải thích cho câu trên. Đó là vì quá khứ đã đoạn tận. Quá khứ đã qua rồi, chúng ta không thể tìm lại nó được vì nó đã không còn. Tìm lại chẳng qua là ký ức của chúng ta, hồi tưởng về nó, hối tiếc về nó. Chứ thực ra sự kiện đó, vấn đề đó đã qua rồi. Ngày hôm qua rồi, làm sao tìm lại ngày hôm qua được nữa? Năm trước đã qua rồi, làm sao tìm lại được năm trước nữa? Cái gì đã trôi qua là nó đã xong công việc của nó. Muốn tìm lại cũng không được. Cho nên đừng làm chuyện vô ích, giống như đuổi theo gió. Tương lai không ước vọng. Vì sao? Câu dưới giải thích luôn, vì tương lai lại chưa đến. Chúng ta ngồi đây mơ ước chuyện tương lai vẽ vời trong đầu óc. Ngày mai mình làm gì, tháng sau mình làm gì? Chúng ta đang sống mơ mộng viễn tưởng, hoặc không tưởng luôn, đối với một cái chưa đến. Và khi tương lai đó, ví dụ ngày mai, tháng sau hoặc năm sau xuất hiện, nó có giống như mình nghĩ bây giờ đâu. Cho nên khi chúng ta nghĩ đến, chúng ta mơ ước, chúng ta vọng tưởng đến, khi nó chưa xuất hiện là một điều phi thực không có. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không dung chuyển, biết vậy nên tu tập. Do vậy người hiền trí có tầm nhìn, có đầu óc sáng suốt, tỉnh táo, nhận ra sự phi lý của vấn đề nên không làm chuyện vô ích, như truy tìm quá khứ không làm chuyện vô ích đối với ước vọng tương lai. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Hiện thực này được Đức Phật khẳng định như thế. Vậy thì quá khứ đã qua, tương lai chưa đến không cần phải tìm kiếm.
nếu có giá trị gì chăng, nếu làm được gì chăng, thì chỉ có thể ở hiện tại, chỉ có pháp hiện tại này thôi. Cho nên tuệ quán là thấy rõ chỉ có hiện tại là có giá trị thực, và chúng ta đang tồn tại cùng với hiện tại này. Không phải là dùng cái tuệ nào đó để quán nó, mà chỉ là sáng suốt soi sáng đối với hiện tại, thực tại đang diễn tiến, đang xảy ra nơi mình, và mình đang tồn tại cùng với nó. Cái chúng ta thấy và nhận ra đó chính là tuệ quán, tuệ chi. Quán chiếu sự thực chính là tuệ quán. Vậy tuệ quán là cái gì? Tuệ quán đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý khi tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáng suốt tỉnh táo khi mình tiếp xúc với từng đối tượng, tiếp cận với từng vấn đề, thấy ra bản chất sinh trụ hoại diệt của nó. Không bị ái luyến, không bị cột trói, không bị nó lôi mình chìm đắm trong tương quan giữa căn quyền và trần cảnh. Như vậy gọi là tuệ quán, như vậy gọi là tuệ chi. Và khi có thể buông được tất cả những ái nhiễm đó, gọi là liễu chi. Không động, không dung chuyển, nghĩa là sao? Tức là một khi đã biết chỉ có hiện tại này là thiết thực nhất, thực có nhất so với quá khứ và tương lai. Cho nên kiên định với cái thấy biết này, kiên định với thực tại mình thấy rõ này, mà không bị cột trói bởi luyến ái, không khổ sở phải truy tìm. Biết vậy nên tu tập. Thể hiện người trí biết rõ bản chất của các hiện tượng, sự vật luôn luôn thay đổi. Quá khứ rồi qua, tương lai chưa đến và chỉ có hiện tại. Cho nên vì ấy dựa vào hiện tại này, an trú vào hiện tại này mà tu tập, an trú đối với hiện tại mà bản thân đang tồn tại cùng. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Đây là câu nói thức tỉnh nhắc nhở chúng ta. Vì vô thường và cái chết là cái mình không thể sắp xếp được, lên kế hoạch theo ý riêng của mình được. Vô thường tức là những thay đổi, biến đổi liên tục. Và cái chết thì không mấy ai có thể biết được, trừ một vài trường hợp rất hạn hữu. Hầu hết chúng ta đều không biết khi nào mình chết, cho nên chúng ta không thể điều đình với tử thần. Cho tôi tháng sau chết để tôi làm xong việc đã, có nghĩa là không kéo dài, đẩy lùi thời gian tu hành. Khi thấy ra bản chất của vô thường, nay sống mai chết, bây giờ mình đang tỉnh táo thế này, mình nhận ra được. Nếu mình không tu học, một lúc nào đó bệnh hoạn đến, vô thường đến, hoặc cái chết đột ngột đến, nhận thức chưa chín muồi này sẽ dẫn mình đi vào cõi khổ, không có cơ hội thay đổi. Cho nên phải biết nắm lấy cơ hội, nắm lấy thời gian mình đang còn khỏe mạnh, đang có nhận thức tốt và soi sáng thực tại này đúng mực, để không bị đắm chìm. Còn nếu không, một khi cái chết đến, chúng ta sẽ không điều đình được với nó. Điều đó khẳng định thời gian chúng ta có trong tương lai là bất định. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Việc gì cần làm, việc gì là quan trọng. Đặc biệt đối với sinh tử đại sự thì mình phải dứt khoát, phải kiên định, chứ không thể chần chừ hứa hẹn lần nữa. Để ngày mai tu, ngày mốt tu hay sang năm tu, bây giờ mệt quá. Tất cả thái độ lần nữa chần chờ hoặc kéo dài đều không phải là cách làm đúng đắn. Một người có trí nhận thức đúng đắn vấn đề là phải biết quý trọng từng giây phút hiện tại, an trú vào hiện tại, tu tập ngay hiện tại. Chú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Ai hiểu được điều đó với tất cả nhiệt huyết của mình, sự tin tưởng của mình đối với lời dạy của Đức Phật, thì sẽ nhận ra chỉ có hiện tại là thực có với mỗi chúng ta trong từng sát na, từng khoảnh khắc. Vậy thì đừng có làm việc vô ích và truy tìm quá khứ hay mơ mộng tương lai, mà phải luôn luôn quán chiếu đối với sự thực. Trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, người hiền trí biết sống tỉnh thức trọn ngày và đêm này để xứng đáng với tên gọi như thế, thì vị tu hành phải luôn luôn soi sáng thực tại, soi sáng hiện tại bằng tuệ chi và không bị dính mắc bởi tất cả các pháp, các hiện tượng, tức liễu chi. Bây giờ chúng ta coi tiếp đoạn sau, Đức Phật mở rộng ra như thế nào. Này các tỳ khưu, thế nào là chi tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là hành của tôi trong quá khứ, và truy tìm sự hân hoan trong ấy.
Như vậy là thức của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các tỳ khưu, là truy tìm quá khứ. Có một chi tiết mọi người lưu ý, được lặp đi lặp lại, nhắc đi nhắc lại là truy tìm quá khứ. Tức là truy tìm cái hân hoan vui thích say đắm đối với các đối tượng trong quá khứ. Đối tượng ấy là cái gì? Đó là ngũ uẩn mà chúng tôi gọi là năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống, gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ở đây Đức Phật khi nói đến sắc, tức là hình thể trong quá khứ. Thọ là những cảm giác đã từng trải nghiệm trong quá khứ. Đó là những cảm giác, những sắc tướng làm mình thích thú, làm mình khoan khoái, dễ chịu, cũng như làm cho mình say đắm. Ngay cả đối với tưởng, tức là hiểu biết chủ quan, cũng như hành, phản ứng tình cảm và thức nào khởi lên khi mình tiếp xúc với đối tượng, làm ta phải truy tìm nó, ham thích nó, mê say nó. Như vậy là truy tìm quá khứ. Cả năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống được liệt kê ra ở đây, cái chung của nó chính là các đối tượng của mỗi tổ hợp ấy trong quá khứ từng tạo ấn tượng tốt, làm cho mình thích thú, say mê, chìm đắm, hoan hỉ với nó. Cho nên truy tìm quá khứ là truy tìm cái hân hoan đó, truy tìm thích thú đó, truy tìm sự dây luyến ái, tham dục đó. Ta đi tiếp. Và này các tỳ khưu, thế nào là không truy tìm quá khứ? Vì anh nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là hành của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thức của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy này các tỳ khưu, là không truy tìm quá khứ. Nếu một tổ hợp nào trong năm tổ hợp này thuộc quá khứ mà nó xuất hiện trong tâm tưởng, nó xuất hiện khi có mối liên tưởng với hiện tại, thì người hiểu biết, người có trí sẽ không truy tìm hân hoan, thích thú, đam mê cái từng cột trói mình. Nó khác hẳn với đoạn trên. Ở trên truy tìm quá khứ là truy tìm thích thú, hân hoan, đắm say một thời đã qua. Còn bây giờ khi đã hiểu biết rồi thì sẽ không truy tìm những điều ấy trong quá khứ. Khi khởi lên những mối liên tưởng đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức từng hiện diện trong quá khứ, thì lập tức vị ấy dừng lại, đình chỉ tất cả những cái gợi lên tham muốn, vọng động, thích thú đối với đối tượng trong quá khứ. Cho nên gọi là không truy tìm quá khứ. Và này các tỳ khưu, thế nào ước vọng trong tương lai? Vị ấy nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy là tưởng của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy là hành của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy là thức của tôi trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy này các tỳ khưu, là ước vọng trong tương lai. Và này các tỳ khưu, thế nào là không ước vọng trong tương lai? Vì anh nghĩ, mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là tưởng của tôi trong tương lai, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là hành của tôi trong tương lai, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thức của tôi trong tương lai, và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy này các tỳ khưu, là không ước vọng trong tương lai. Ở đây ngược với quá khứ, tức là truy tìm điều chưa xảy ra, mơ mộng về, hy vọng về tương lai với những điều kiện tốt đẹp. Đó là những mơ ước của con người đối với tương lai, cho nên họ truy tìm các sắc tưởng tượng trong tương lai, hân hoan với hình thể này, mơ ước xác thân này sẽ đẹp đẽ như vậy. Cũng như thế, đối với các cảm giác, người ta cũng sẽ thêu dệt mơ mộng đối tượng trong tương lai, trong những ngày tới, hay ngày mai, ngày mốt, sẽ đạt được những cảm giác sung sướng, thoải mái, hoan lạc. Cũng như là các hiểu biết được tích lũy càng ngày càng gia tăng, bổ sung với nó phù hợp với cái hân hoan của vị đó. Cũng như thế, những tình cảm phản ứng xảy ra đối với vị đó và toàn bộ tiến trình đó đem lại hân hoan cho vị đó. Đây rõ ràng là chỉ sản phẩm của tưởng tượng, trong khi tương lai thì chưa đến. Một người không sáng suốt, tỉnh táo đủ
rất dễ bị các ước vọng thầm kín, các mơ ước trong lòng thúc đẩy và nghĩ tưởng, vọng tưởng đến một tương lai chưa xảy ra. Với tất cả những điều kiện trong tay mình có, đối với sắc thọ tưởng hành thức, và nghĩ rằng nó sẽ tốt đẹp, sẽ hay ho, sẽ phát triển theo hướng tốt, làm cho vị ấy càng ngày càng gắn bó với nó, thích thú với nó, hân hoan với nó và say đắm với nó. Đó chính là vọng tưởng đối với tương lai của một người không tỉnh táo, sáng suốt. Và này các tỳ khưu, như thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây này các tỳ khưu, có kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, hay vì ấy quán thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ, hay quán thọ là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thọ, hay vì ấy quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, hay vì ấy quán tưởng là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong tưởng, hay vì ấy quán hành là tự ngã, hay vì ấy quán tự ngã là có hành, hay vì ấy quán hành là trong tự ngã, hay vì ấy quán tự ngã là trong hành, hay vì ấy quán thức là tự ngã, hay quán tự ngã là có thức, hay quán thức là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, này các tỳ khưu, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này các tỳ khưu, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các tỳ khưu, có vị đa văn thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc, không quán thọ là tự ngã, không quán tự ngã là có thọ, không quán thọ là trong tự ngã, không quán tự ngã trong thọ, không quán tưởng là tự ngã, không quán tự ngã là có tưởng, không quán tưởng là trong tự ngã, không quán tự ngã trong tưởng, không quán hành là tự ngã, không quán tự ngã là có hành, không quán hành là trong tự ngã, không quán tự ngã trong hành, không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các tỳ khưu, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Chúng ta lưu ý, không phải chỉ quá khứ, không phải chỉ tương lai được Đức Phật nhắc nhở, cần phải biết dừng nghỉ đúng lúc, không để đắm chìm trong quá khứ, không để lôi cuốn vào tương lai, mà có thể bị nhấn chìm ngay trong hiện tại. Ở đây có các từ lặp đi lặp lại, chúng ta phải hiểu cho đúng. Đó là các cụm từ chân nhân, đa văn thánh đệ tử, vô văn phàm phu. Thánh chỉ các vị giác ngộ như Đức Phật hoặc các vị đệ tử Đức Phật đã giác ngộ hoàn toàn, A-la-hán hoặc một phần A-na-hàm, Tư-đà-hàm và Tu-đà-hoàn. Đa văn như đã giải thích ở bài kinh trước, từ này có nghĩa là người học rộng biết nhiều nhờ lắng nghe. Do đó trong trường hợp này, đa văn nghĩa là vị đệ tử Đức Phật ham học, thích tu. Vô văn phàm phu là người không chịu học tập, biếng nhác học tập, biếng nhác tu học, không tiến bộ, phàm nhân, đầu óc trì trệ, cho nên không thân cận và không tiếp cận thường xuyên với các bậc trí. Chân nhân cũng chỉ cho các bậc giác ngộ giải thoát hoàn toàn hay vị đã giác ngộ một phần. Khi ta có đi đến các bậc chân nhân, các vị thánh để học tập các vị ấy, thì mới có thể thuần thục pháp hành của các vị và tu tập theo. Có đến gần các bậc chân nhân, các bậc trí, các bậc giác ngộ như vậy mới học được các pháp các ngài chỉ dạy. Trong hai đoạn trên, phân làm hai loại. Một, nếu không phải là một vị đa văn thánh đệ tử, tức là không phải là người đệ tử Phật ham học, ham tu, thì người ta sẽ dễ bị lôi cuốn về tự ngã. Hai, nếu là đệ tử của Đức Phật hoặc các bậc thánh thì sẽ không bị lôi cuốn che mờ bởi tự ngã. Lôi cuốn che mờ ở đây là cái gì? Kẻ vô văn phàm phu do không đi đến gần gũi các bậc giác ngộ, không thuần thục các pháp tu của các bậc giác ngộ, không tu tập pháp tu của các bậc giác ngộ, không đi đến các bậc chân tu, không thuần thục các pháp tu của các bậc chân tu, không tu tập pháp tu của các vị ấy, cho nên sẽ có bốn quan niệm về sắc,
tức là tổ hợp hình thể thân xác này. Thứ nhất, xem xác là tự ngã, xem xác là tôi. Thứ hai, xem trong cái tôi có xác. Thứ ba, xem cái xác có trong tôi. Và thứ tư là xem cái tôi có trong xác. Đó là bốn quan niệm đối với xác. Cũng vậy, đối với bốn tổ hợp còn lại là thọ tưởng hành thức cũng thế. Cứ mỗi tổ hợp có bốn quan niệm khác nhau về những tự ngã đối với tổ hợp đó. Tổng cộng có 20 quan niệm về ngã. Ở đây muốn nói cái gì? Với kẻ vô văn phàm phu, tức là những người không có tu học, hoặc kẻ phàm tình không chịu tu học gì hết, chắc chắn họ sẽ có một trong bốn quan niệm trên đối với ngũ uẩn. Năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống, gồm hình thể tức sắc, cảm giác tức thọ, hiểu biết tức tưởng, phản ứng tình cảm tức hành, và sao chép lưu trữ chuyển giao tức thức. Họ sẽ bị đắm chìm trong sự liên hệ với cái tôi này trong hiện tại, luôn luôn gắn liền quan điểm riêng về cái tôi của mình với cái ngã này, dưới dạng này hay dạng khác. Họ bị cột trói bởi các quan điểm về cái tôi của mình và gắn chặt với các tổ hợp tạo nên sự sống của thân tâm vật lý này. Còn với các vị đệ tử của bậc giác ngộ giải thoát thì họ sẽ nhìn ra bản chất của nó trong tổ hợp thân tâm vật lý này. Không có cái gì là tôi hay của tôi. Bởi thế họ không tạo nên hành nghiệp để trôi lăn trong sinh tử. Vì ấy sẽ không có quan điểm cái sắc này là tôi, hoặc tôi là sắc, sắc trong tôi hoặc tôi trong sắc. Không có quan niệm thọ là tôi hoặc tôi là thọ, tôi trong thọ hoặc thọ trong tôi. Không có quan niệm tưởng là tôi là tưởng, hoặc tôi trong tưởng hoặc tưởng trong tôi. Như vậy, đối với năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống, những vị có tu học, những vị thánh đa văn đệ tử sẽ không có quan niệm đồng hóa mình với các loại tự ngã khác nhau đó. Và Đức Phật lặp lại bài kệ: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không dung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Chú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Khi ta nói, này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông nhất dạ hiền giả, tổng thuyết và biện thuyết, chính duyên ở đây mà nói vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Vậy những vị nào nhận thức, có hành động tu học là luôn luôn soi sáng thân tâm từng giây, từng phút, không trì hoãn, không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, cũng không đắm say hiện tại với những quan điểm sai lầm về tự ngã, mà luôn luôn soi sáng nó như tấm gương phản ảnh, và sau đó buông bỏ tất cả mọi ái luyến ràng buộc khi lục căn tiếp xúc với lục trần, đầy đủ hai yếu tố tuệ chi và liễu chi, thì như vậy xứng đáng được gọi là người hiền trí biết sống trọn ngày và đêm. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong bài Bandekarata Sutta, người hiền trí biết sống tỉnh thức trọn ngày và đêm. So sánh đối chiếu bài kinh người biết sống một mình và bài kinh nhất dạ hiền giả. Bây giờ thầy xin nói vắn tắt lại các nội dung cần lưu ý của bài kinh người biết sống một mình với hai bản dịch của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh và bản dịch của Thượng Tọa Thích Đức Thắng. So sánh hai bản dịch và sau đó đối chiếu thêm bản kinh nhất dạ hiền giả của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Một, về tên bài kinh không giống nhau. Bản dịch chữ Hán, bài kinh người biết sống một mình, nguồn ở tạp A Hàm kinh số 1071. Bản dịch tiếng Việt trong bài giảng hôm nay là của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Cùng nội dung này là một bản dịch khác có tên là Kinh Trưởng Lão do Thượng Tọa Thích Đức Thắng dịch. Bản dịch chữ Pali. Bài kinh có mối tương quan với hai bài kinh trên, có tên là Bandekarata Sutta, được Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là Kinh Nhất Dạ Hiền Giả. 2. Cả ba bản dịch đều đưa ra cùng một địa điểm bài kinh được thuyết giảng là tại Tịnh Xá Kỳ Viên của ông Cấp Cô Độc ở thành Xá Vệ, và người thuyết giảng bài kinh là Đức Phật. 3. Về duyên khởi, hai bản kinh có sự khác nhau. Duyên khởi kinh người biết sống một mình, cả hai bản dịch đều nói rằng do có vị tỳ khưu có dáng dấp như là bậc trưởng lão sống một mình và ca ngợi hành sống một mình, cho nên một số tỳ khưu trẻ khác thắc mắc và đem đến bạch Đức Phật. Đức Phật mới cho gọi vị ấy đến hỏi, rồi sau đó giảng cho vị ấy nghe
về lối sống tu học tốt đẹp, một mình nhưng lợi lạc. Duyên khởi kinh Nhất Dạ Hiền Giả không bắt nguồn từ một vị tỳ khưu nào, mà chỉ là Đức Phật tự đưa vấn đề ra và gọi các vị tỳ khưu lại để dạy. Vậy duyên khởi hai bài kinh khác nhau, một bên là do có người thưa thỉnh, một bên do Đức Phật chủ động dạy. 4. Về nội dung, hai bản kinh cũng có sự khác nhau. Nội dung kinh Người Biết Sống Một Mình nói về việc người thích sống một mình phải biết chọn lối sống thực sự mang lại lợi ích dựa trên hai điểm. Một là tuệ tri tất cả đối tượng khi xúc chạm, tức là thế gian pháp. Hai là không tham ái và dính mắc bất cứ đối tượng nào, gọi là liêu tri. Có đủ hai điều này thì người biết sống một mình chắc chắn sẽ được an lạc. Nội dung kinh Nhất Dạ Hiền Giả nói về người hiền trí biết sống tỉnh thức trọn ngày và đêm là người an lạc. Vị này sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, không luyến tiếc quá khứ, không mơ mộng tương lai, dù khi ở một mình hay ở với người khác, hoặc ở cùng với đại chúng đám đông. Người hiền trí ấy có đủ hai phẩm tính là tuệ tri và liễu tri. Vị ấy biết sống một mình, tức là bằng tuệ tri của mình, soi sáng trong mọi tiếp cận của căn quyền đối với đối tượng của nó là sắc thinh hương vị xúc pháp, và không bị nó cột trói. Vị ấy phải biết buông xuống đối với tất cả trói buộc khi lục căn tiếp xúc với lục trần. Sự buông bỏ mọi trói buộc gọi là liễu tri. Đó là những điểm xin được lưu ý khi chúng ta tìm hiểu bài kinh này, và chúng tôi cũng thông qua nguồn thông tin có được xin chia sẻ với mọi người những hiểu biết của mình về bản kinh. Xin cảm ơn tất cả. Soi sáng lời dạy của Đức Phật, số 6 năm 2020.